Không biết rồi. Rồi tiếp theo Nhưng bên người dưới đi ra này. rồi. Bên dưới này thì mình Đẹp có mạc quá. xuân. Mạc xuân này mình trồng khá là lâu rồi. Nó Ui, đã lấy mọc mọi rồi thứ này. nhưng mà chưa thấy có nụ. Chết hết rồi. Đó. Anh lấy vào đâu? Mạc xuân. Chỗ đồng thế này Mình mình lấy khoe vào chưa đâu nhỉ? này? Đẹp lắm. Đây là Ờ, long không lấy nhãn. rồi. Hoàng thảo long nhãn. Đó. Đúng rồi. Và còn Rồi bên đâu? này. Không biết ở đâu đây. Bên này thì ai, chỗ này mình có đai châu giống mình vừa mới trồng. Đây là cẩm báo, mấy mấy cái chậu này cẩm báo hết. Đó, và có một cành trúc Phật Bà. Cái này là cái gì nhỉ? Ngọc. Chuỗi Đấy, ngọc. khoan được một tí thôi, hay Chuỗi ngọc không hay cái tôi gì ngọc? to đi. Đây là Đẹp. Úi, đừng lên nén này. cái gì nhỉ? Tự dưng lại quên. Hạc đỉnh. Trời ơi, dạo này đầu óc Rồi. mụ mị quá. Đây là hạc đỉnh. Hết. Đây là kiều. Kiều Đây Banda. là Banda cũng này to lắm rồi. Banda này cũng là do hôm trước bán ế ẩm nên là mình trồng xịt thử xịt vào một chậu luôn. Là cũng Đây có là vẻ đã to đấy. có nụ rồi. Đấy đấy đấy, Cái đừng cây khi nào Banda này bị tổn trồng thương rất muộn là nó nhiều đây. bị hỏng như này. Cái ngọn nó bị gãy và mình đã cắt đi rồi. Đó. Đa số là ngọn Được bị gãy rồi. nên là khách không lấy. Mình cứ trồng tống hết vào đây, trồng chung với nhau luôn rồi nó ra hoa rồi. Còn đây là chậu này là hương vani, hoàng thảo hương vani. Đó, mình trồng vào chậu. Đây là hoàng thảo cái gì nhỉ? Kim thoa. Trời ơi, đầu với óc. Đây là hoàng thảo kim thoa. Nhớ đến cái long nhãn thôi, chả nhớ ra. Hoàng thảo kim thoa đây. Đây. Bên này cũng là hương vani. Hương vani. Ồ, lá bị vàng. Chắc là chưa kịp hồi. Cái này mình trồng cũng chưa được 1 tháng nữa, mới được có 2 tuần. Đó. Còn bên này là vanda. Vanda là xếp. Đây. Các bạn ạ. Vanda là xếp. Đó. Cái này cũng mới trồng thì nó chắc nó chưa kịp hồi nhưng mà chưa kịp ra hoa. Đây, cái ba trên này khoe với các bạn. Phi điệp đây, mình ươm phi điệp thẳng vào thân cây cây xoài luôn. Nhưng mà rất là may mắn nó đã ra mầm. Nó đã kịp ra mầm các bạn ạ. Đây, mầm đây. Đó. Đây, những cái mầm phi điệp nó đã bắt đầu nhú lên. Đó, đây này. Đó, đây. Bởi vì đó, trên này nữa này. Bởi vì mình không có giá thể để ươm nên là thôi cứ đóng hết vào trên này như cái bè luôn. Xuống đến tận gốc. Đó. Nên là mình cứ đóng hết vào đây. May mắn nó lại mọc lại ra mầm rồi. Đó, còn đây là long nhãn đây. Hoàng thảo long nhãn và một số là phi điệp. Đó, như cái cây trên cùng đây là phi điệp vàng. Phi điệp vàng. Đó, có một số cây phi điệp vàng đây, những cái cây mà thân tròn tròn này là phi điệp vàng. Thế còn những cây mà có vỏ như này là long nhãn. Cái chậu vanda này không biết có hồi được không. Gãy liềng xiềng.
Đây là hàng ế đấy các bạn ạ. Hàng ế và mình trồng ở đây. Đó, những cái hàng ế là trồng dồn hết vào một đống luôn. Đây, thành đạm ế đây. Thành đạm ế. Ờ, mình đa số là mình trồng địa lan nhiều. Cũng mới thích chơi địa lan thôi. Nhưng mà bởi vì chưa có điều kiện, chưa có điều kiện và thời gian làm cái giá cho nó, nên là mình cứ đập tạm xuống nền đất như thế này. Thật ra thì mình cũng biết là nó không tốt, đặt như thế này thì sẽ không tốt, nhưng mà chưa có thời gian. Đó, mình khoe luôn bên trong này có cây gọi là bầu rượu, địa lan bầu rượu. Đây là cát lan the đấy. Đó, đây cũng đang ra nụ rồi, sắp ra hoa. Đó, địa lan bên trong này mình cũng không biết tên, cũng là dòng địa lan. Nói nó ra hoa rồi đấy, ra hoa vàng vàng bé bé đấy. Chắc là cái dòng lan ruồi muỗi gì đấy. Mà sưu tầm cho đủ. Đó. Mình đang mong chờ Tết này sẽ được ngắm mặt xuân. Mặt xuân có rất là nhiều nụ. Mặt xuân với lại đây, mặt xuân đây. Nụ đây các bạn ạ. Đây. Đây. Mặt xuân này. Đấy. Kiến rủ bắc đô. Đó, có hai nụ kiến bâu vào đây, kiến rủ bốc đô và trần mộng. Trần mộng vẫn quay hết pin sàn hết kinh nghiệm. Đó, trần mộng những cái nụ tím tím này thì chắc là cái vòi hoa có rất là nhiều cái mầm tím. Mình nghĩ là vòi hoa hết đấy. Đấy, bên này có 2-3 cái nữa này, rất là nhiều. Cái rễ trần mộng này thì mình trồng nó hơi sâu một chút rồi, nhưng mà thôi, bây giờ không động nữa, bởi vì sợ nó bị ảnh hưởng, bởi vì mình thấy là rễ của nó đã trồi lên đây này các bạn ạ, rễ trồi lên rồi, nên là bây giờ nếu mà bới cái mùn này ra thì sợ nó sẽ bị ảnh hưởng đến rễ và đến cây. Đó. Đó. Đây. Vườn lan của mình đây. Một góc này. Góc kia. Và góc kia nữa. Và nhân tiện thì mình khoe lên đây. Sáng nay mình đi lấy được ít hàng, đó là mạc xuân và vanda, chỉ có hai mặt hàng này thôi, có mỗi mạc xuân và vanda thôi. Thì đằng bên này khách đã đặt có thêm bó kiếm hồng hoàng mình để dành cho khách từ hôm trước. Tạm biệt các bạn nha.